chương trình mà đeo khẩu trang kiểu đó chắc mấy cái cô hậu cần ở trong chết trước. Cô bác mình biết sao không? Đã vô trọng thổi lửa rồi nóng muốn chết mà đeo khẩu trang. Xe đang nóng mà còn ém bô nữa chắc đi luôn. Cái tớp hậu cần đi trước phải không? Rõ ràng vậy thì bây giờ nhờ cô bác chúng ta hiểu được Phật Pháp, thế cho nên bây giờ người ta ra chợ người ta cũng đeo khẩu trang, rồi đi học cũng đeo khẩu trang, vô công ty xí nghiệp gì tất cả đều đeo khẩu trang. Mà hiện giờ ở miền Nam nước Việt mình không, đài nó công bố là trên 5.000 người rồi đó cô bác. Mà chưa nghe, đến cái mùa đông này đó, đến cái mùa đông này đó nếu mà không ngăn chặn được đó, là cô bác anh chị em mình biết thế giới nó công bố là 1/3 thế giới bị nhiễm bệnh H1N1. Tức là ba người dính một, cô bác mình cộng đi. Ba người dính một người, tức là 1/3 dân số của thế giới là phải chịu cái bệnh dịch cúm này, gọi là đại dịch đó cô bác anh chị. Nếu đau mà nó lây lan kiểu đó là nó đúng với lời của thầy rồi, không có còn sai chút xíu nào hết. Thầy nói lớp đau rồi chết kể thôi vô số, thiêm tà ma yêu quái chặt đường hố hồng, trốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương. Làm sao cứu những người hung ác, khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt đang lập đời trở lại. Con nói nè, nếu mà năm 45, 46, nếu cô bác anh chị em mình mà lớn tuổi đó còn dư âm lại là cô bác chúng ta sẽ hải hùng. Con nghe nói hồi đó cái bệnh dịch mà nó chết đó, nghe gõ cốc cốc ở bên kia, nghe nói ở bên kia nó nghe mà chết rồi, ở bên đây đóng cửa không dám qua chôn. Chết người này chôn chưa kịp là về tới người kia, chết người này chôn chưa kịp về tới người kia. Thưa quý cô bác anh chị em, chết bệnh dịch tới chết ở đó đó là năm 45 đó cô bác anh chị em. Chết thấy sợ như vậy đó. Con nói nội mà tới chừng chết kiểu đó đó nghe, giờ mình khỏi đau giờ mình cũng chết luôn nữa. Hỏi sao một sớm đó mà chết 7 còn có 3 người, sợ ma không cũng chết. Thiêm tà ma yêu quái chật đường trốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Nói tới cái vụ chết này nghe ông ba ông diễn tả còn ghê còn ớn da gà nữa cô bác. Mình chết thấy 1-2 người đó nghe mà tai nạn xe cộ nằm nó nghe mà văng ốc gãy tay gãy chân bể đầu đó nghe, mình dòm thấy mình rùng mình. Mà ông ba ông nói chết nằm trong nắng trong mưa, chết trôi theo gió, chết lùa theo mây. Còn một nạn cổ kèo xa dách, người không tu là sạch bách chẳng còn. Ông nói người không tu là sạch bách, danh từ sạch bách là không còn miếng nữa. Phải không? Đi đâu mà về mà nói tờn ơi còn có mấy hộp cơm nó ăn sạch bách rồi là ăn không còn hộp. Cùng sớm làng thưa thớt một hành yêu thì cô bác anh chị em mình thử nghĩ coi. Còn hơn là cái đợt sóng thần nữa thôi. Quét qua cái là kể như rồi. Thưa quý cô bác anh chị em, nói tới đây tôi mới nhớ có một cô này. Cô nói bảy thiện ơi, mặc dù tao không có tu thiệt mày, nhưng mà sống thế gian sao khổ quá. Đời là khổ muôn ngàn cảnh khổ, sanh chết già thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bởi chung cõi tạm một khi đi lúc về. Mặc dù tao không có tu thiệt, nhưng mà sao tao không có sợ chết. Tôi hỏi sao cô không tu mà cô không sợ chết. Bà nói tao thấy tao nghe mấy ông đạo nói chết sớm chừng nào khỏe sớm hung nấy. Cho nên mặc dù tao không tu nhưng mà chết sớm chừng nào khỏe sớm hung nấy. Tôi nói cô ơi cô lầm rồi. Mấy ông đạo mấy ông nói gì phải, còn cô đời mà cô nói gì trật lất. Và hỏi sao kỳ á, tôi nói đi ngược dòng đời là nẻo đạo. Con nói cho cô nghe, nếu cái người mà ta tu đó, ta chết sớm chừng nào ta khỏe sớm hung nấy. Còn cô không tu đó chết sớm chừng nào cô khổ sớm hung nấy. Bà hỏi sao kỳ á. Tôi nói cũng như cái người đó mà người ta được lãnh thưởng đó, mà công an mời người ta sớm chừng nào đó người ta khỏe sớm hung nấy, vì người ta lãnh thưởng sớm. Còn cái người bị tội đó mà công an mời người ta sớm chừng nào nó vọng vô trong trại giam sớm hung nấy. Không trả lời vậy được không mấy cô? Ở Quảng Hồ Phú Vía chừng họ nói tần hơi vậy là không tu đó chết sớm chừng nào mình khổ sớm hung nấy ha. Tôi nói ừ, bởi vì thầy nói à, không tu chừng khổ cùng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng, tội thay cho một chàng thâu tay. Trời ơi tại nó ngay nhiệt nha.
Vậy thì thưa với cô bác anh chị em, đêm nay đó cô bác chúng ta tạm vui trong cửa đạo, ngày mai này mình trở về gia đình đó, không biết cái sự khổ nó còn bao quanh thế nào. Nhưng mà hễ mà mình vui, người ta nói cái câu là tiêu văn đạo tịch tử khả hỷ, sớm mơ nghe đạo chiều chết nó cũng hay. Sống một ngày có đạo thác cũng hay, sống lâu vô nghĩa như cây trên rừng. Ngàn năm kiếp sống đã từng, trong hai kiếp sống là mình muốn ưng kiếp nào. Sống trăm tuổi buông lung giới lực, thua một ngày thao thức tham thiền. Trăm năm giải đãi tu hiền, không bằng một bữa mà siêng tu hành. Vậy thì bây giờ thưa quý cô bác anh chị em, mình sống một ngày có đạo, an phận nghèo để tịnh dưỡng kiếp phù sinh, không tham sang, không đeo đuổi dục tình, không danh lợi, không chống tình cao hạ. Đời mạt pháp là thời kỳ đại xá, phải không? Vậy thì bây giờ đây là cái thời kỳ đại xá của Đức Phật ra đời rồi, mà mình không phát tâm bước vào cửa đạo thì nó uổng lắm cô bác. Thầy nói cuộc dạy đời ta lắm công trình làm chẳng trọn, rồi uổng thay một kiếp. Cô bác mình á, ngày xưa đó Đức Phật ngài nhìn thấy cái cảnh sanh lão bệnh tử rồi là về là ngài xuất gia đi tu liền. Còn mình ngày nay mình thấy người ta chết thôi, không biết là bao nhiêu mà làm như là mình liều mạng hay sao đó, phải không? Hồi đó Thái tử Sĩ Đạt Đa ngài dạo bốn cửa thành, thấy con cảnh sanh lão bệnh tử rồi là ngài trở về, ngài lo đi tu liền. Tôi nói thiệt bây giờ đó nghe, nếu cái tâm tư của cái người giác ngộ nổi mà mình thấy một cái người già không là về mình tu được rồi. Này sa nạt ơi, đó là người chi mà trông vẻ quá thiểu não dối vàng, trong câu cách là khác người, trong bổn quốc vị sa nạt. Ông sa nạt mới nói tâu thái tử đó là một cụ già tuổi hạt đã cao, nhiều năm sống khổ giữa trần hoàng, nên phải chịu mắt lòa tay điếc gian nan. Trên đời này ai cũng thế, có gì đâu mà ngài phải châu mài vị thái tử. Ông mới than, ông nói thế này nè: này sa nạt ơi, từ thở cha mẹ ta sanh ta ra, ta ngỡ ta là thân la ngọc cành vàng, ta không còn chung phận khổ nhân gian, không ngờ bệnh già đau chết rõ ràng, nó toan cướp mất của ta một đời người hy vọng. Cô bác ơi, nghe nói tới đây là ông não nuột rồi, mà trong giáo lý của Đức Thầy ngài lại diễn tả nữa. Ra khỏi đền du ngoạn, một khi lần đầu tiên gặp những chuyện gì. Con đố cô bác anh chị em mình, lần đầu tiên đó ông Thái tử Sĩ Đạt Đa ông gặp ai đó mà ông giác ngộ, ông về nhà ông lo ông tìm đạo đây? Đúng rồi, mấy cô mình thuộc giảng mà. Lần đầu tiên gặp những chuyện gì, lúc đó nha, gặp cụ lão thái nương gầy trông, thái tử mắt đầm đìa lễ mãi tràng. Tuôn như xe tâm can mình, ôi đớn đau vô ngăn, lòng luôn những thương đau. Ôi chùa xót cho thân người, nào còn hoài tuổi xuân ngày thơ. Người già thân gầy tay mềm chân, hoa tóc như quen lờ, đầu bạc trắng như bông, tuổi xuân cũng đi xa dần, như từng giờ sức hơi đã tàn phai. Nay ta xa thân mạnh lành, nào có ngờ thân được dài lâu. Rồi đây năm tháng trải qua nhanh, cướp đi tâm hồn tuổi xanh. Ôi kiếp đời mong manh, có khác nào như hạt sương văng? Có phải là kiếp người như chùm gửi bám vào cây không quý cô bác anh chị em mình? Hàm răng chiếc rụng chiếc lung lai, lập lè bốn mắt tranh mờ tỏ, là lúc đó mang sâu rồi khập khểnh, ba chân dở tỉnh sai, lúc đó phải chống gậy không? Thêm một nỗi này e chán ngắt, rồi đi đâu quải cối những cùng chài nữa. Mà tới đây không có quải chài quải cối đỡ nghe, chứ đi lại chỗ khác còn quải chài quải cối nữa hỏi sao. Mà lâu lâu cái móc chầu ra cốc cốc cốc, phải không? Đi đâu có đem chài đem cối theo giả nghe, cốc cốc cốc
kỳ đó có một lần đi núi bà Hai đó, bà ăn trầu. Bà mới kêu con sắt giùm cái bọc, tới chừng đi lên gần tới cây me rồi. Tôi thấy bà đi hổn hển, tôi nói bà mệt quá không ấy, đưa bọc trầu đây tôi sắt cho. Bà nói có lý à, thằng này thấy có hiếu à. Mà bà đi sao lại mình, thành ra tôi sắt bọc trầu tôi đi trước. Thằng ơi, bà lội theo muốn chết rồi. Bà lội gần tới cho tôi nói bà Hai ơi, ghét lên đây đang ăn trầu. Bà tôi lội, bà lội theo sao kịp. Tới chừng đi lên tới cây me hả, cái lấy tay bà câu vô cây me bà làm. Tôi thấy bà khởi miệng không gồm, không còn cái răng nào trơn á. Tôi lên tôi nói bà Hai ơi lên ghét lên cây me trên đây ăn trầu. Bà nói tờn ơi mày dừng lại chứ để hơi tao chết liền à. Đã mày biết tao ghiền trầu mà mày không dừng lại cho tao ăn. Cái lên tới cái tôi nói bà Hai sao mà bà lớn tuổi bà còn ăn trầu chi. Bà nói cái này là kỷ niệm hồi đó với ổng đó mày. Hỏi sao kỷ niệm, nói mày không nghe người ta nói sao. Trầu với cao ân tình sẽ thắm thêm duyên mình, ôi quê mẹ lá trầu xanh. Trầu với cao đó là hai cái là nó kết tóc xe tơ cho ngày xưa duyên đời của người ta. Mày không nghe lời xưa ông bà ta nói điếu thuốc là chuốc nhân duyên, còn miếng trầu là đầu câu chuyện sao. Xưa kia ai biết ai đâu, chỉ nhờ điếu thuốc miếng trầu mới quen. Ông nói hồi đó người ta nhờ cái điếu thuốc miếng trầu mà người ta làm quen. Tôi nghe nói vậy rồi tôi mới quay qua, tôi có cái tánh tôi cũng mà thắc mắc lắm. Tôi không hỏi bà Hai hồi đó quen sao mà có vụ trầu cao nó. Mày biết hồi đó người ta hò hát với nhau đó, người ta chọc ghẹo đâu đó, có ca có kệ, có tình tứ yêu thương lắm. Tao thì ở bên giường trầu, còn hồi đó ổng đi ngang mà trời đang mưa râm râm. Ổng mới hò, ổng nói trời mưa ướt lá trầu vàng, ướt anh chịu chứ ướt nàng ấm thương. Trời ơi, bà đang hái trầu. Bà nghe nói gì bà quay qua bà nói trời mưa ướt lá trầu xanh, ướt em chịu chứ ướt anh em buồn. Từ đó mà hai người mới để ý thương nhau. Tôi nói là từ hồi thương nhau tới giờ có khi nào bị bẻ chĩa không ông? Bà nói bẻ chĩa là sao? Tôi nói cứ lộn đó, cứ lộn. Bà nói chén trong sống mà làm gì mà không có khua mày. Hễ thương nhau thì hát lý qua cầu, còn ghét nhau cũng lấy búa đập đầu chết queo. Phải không mấy cô? Thương nhau cao sáu bữa ba, còn ghét nhau cao sáu bữa ra là mười ở cô bác anh chị em. Thương nhau nước đục cũng trong, ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ. Thương nhau trăm sự chẳng nề, dù trăm chỗ lệch cũng kê cho nó bằng lại. Phải không? Thưa quý vị, sau khi nói xong rồi tôi mới nói bà Hai ơi, bây giờ bà lớn tuổi rồi bà còn ăn trầu chi nữa. Bà nói tại người Việt Nam mình ngày xưa ăn trầu là để tuổi già đó mình khỏi tha son, và cái môi mình nó cũng đỏ tím nữa. Đó, hai nữa là mình ăn trầu cho nó chắc răng. Tôi nói hồi đó bà còn trẻ bà ăn trầu cho chắc răng, giờ này bà còn cái răng nào nữa đâu á. Mà bà nói chắc răng, bộ bà ăn cho chắc lưỡi hả bà Hai? Bà nói tờn ơi, mày hỏi tao nói hơi hả? Trả lời không được tao phun cái đầu mày đỏ tư bây giờ. Vui lắm. Tôi mới nói bà ơi, bây giờ răng bà không còn cái rồi, thôi bà ăn trầu chi. Bây giờ bà muốn tu sau này về Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc, tôi yêu cầu bà nên đi chiếc này về, bà làm ơn phát tâm bà bỏ trầu.